Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thành Channel. Và chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Và hôm nay mình đang có mặt ở trên tầng 3 nhà mình để test những chức năng zoom của chiếc máy ảnh mình thường quay các cái video. Bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem. Mặc dù cái máy ảnh này đã sản xuất cách đây rất lâu, nhưng mà cái chức năng zoom của nó đến đạt đến 40x, zoom được khá xa. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Đây là chế độ quay bình thường và bây giờ mình sẽ zoom lên. Ở phía xa xa là cái máy xi măng không khác. Đây là cái ống khói mà chúng đang ngày đêm miệt mài nhả khói. Hôm nay trời không có nắng. Khói bụi xi măng cho nên là nó độ nhìn xa nó hơi kém. Còn bình thường mình zoom như thế này là được, những người đang làm việc còn đường khói này nó km theo đường chim bay, còn đường chim đi bộ thì cách khoảng 2 cây số. Và chỗ này thì vừa tầm là khi khói nhả trời và nó rơi xuống thì nó tầm nhà mình là rơi vừa đẹp. Về thiết bị thì mình có hai thiết bị chính là chiếc máy ảnh này và chiếc Osmo Action để chuyên quay những cảnh hành động và chống bụi, chống nước. Khi mình đi những cái đường bụi như đường xi măng sông thao thì mình sẽ dùng Osmo Action vì nó có chức năng chống bụi, chống nước IP67. Và khi quay về thì một lớp bụi dày khoảng 1 ly nó sẽ phủ lên trên chiếc máy quay, nên nếu dùng máy camera thường không có chống bụi chống nước thì nó sẽ bị hỏng, bụi sẽ vào trong thiết bị, nên mình phải dùng cái Osmo Action. Còn khi zoom từ xa thì mình sẽ dùng chiếc Sony HX30V này. Bầu trời thì lúc nào cũng có một màu u ám này. À, có gì đó rất giống Sapa và Đà Lạt.
Video mình sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và nếu thấy